chào bạn, mình đang đứng ở gian hàng Peugeot tại triển lãm ô tô xe máy Việt Nam 2017 và đây là chiếc Satellite RS 400, một chiếc maxi scooter 400 phân phối mà Peugeot Việt Nam sẽ phân phối tới thị trường chúng ta trong thời gian sắp tới, và họ đang nhập xe về, mức giá của nó là 280 triệu đồng. Ở thị trường Việt Nam thì những mẫu maxi scooter ở phân khúc 400 phân khối hay lớn hơn với kích thước rất là lớn như thế này thì không phổ biến lắm, tại vì ở châu Âu thì nó phổ biến hơn. Ở châu Âu thì vóc dáng của người châu Âu nó lớn hơn, cao hơn, cho nên họ thường thích những chiếc xe maxi scooter rất là to lớn và mẫu để mà khi họ đi tốc độ cao trên đường cao tốc thì nó sẽ an toàn hơn. Ở Việt Nam thì bây giờ Peugeot mới mang về những mẫu xe đầu tiên, hy vọng là sắp tới thì chúng ta sẽ có nhiều hơn những mẫu xe maxi scooter kiểu như thế này. Ở phần đầu thì chiếc Satellite 400 RS sở hữu nguyên cái cụm rất là lớn. Cái cụm này bao gồm hai cái đèn pha, kính chắn gió, logo. Hai đèn pha là đèn pha đôi dạng halogen. Bên dưới họ có làm thêm một cái dải đèn LED định vị, đèn xi nhan đặt ở phía trên này. Ở giữa cái kính chắn gió chúng ta có một cái chữ V, cái này quen thuộc như là trên chiếc Sango. Và đây là logo chữ tử của Peugeot. Kính chắn gió thì được hơi lõm ở giữa. Ở phía trước thì họ trang bị phun giống ống lòng thủy lực và cái phanh đĩa đôi đặt ở cả hai bên. Tuy nhiên phanh đĩa này không có ABS mà họ sử dụng hệ thống phanh gọi là SBC, phanh kết hợp giữa phanh trước và phanh sau để tạo sự an toàn khi phanh. Phần thân phía sau của chiếc Peugeot Satellite RS 400 này thì nó cũng rất là rộng, và cái chiều điểm rộng nhất, cái khoảng rộng nhất của chiếc xe này là 780mm, thì là khá là rộng. Ở đây chúng ta có hai cái tay nắm để dành cho người ngồi phía sau, và nó tích hợp liền với lại đèn chiếu hậu, và đèn hậu này là dạng đèn LED. Để mở cái cốp phía sau của chiếc Satellite RS thì chúng ta sẽ mở được ngay ở trên chìa khóa và chúng ta vặn về phía trước. Đây các bạn, nguyên cái bàn cốp thì nó đang nằm ở cái dưới cái yên sau, và theo Peugeot thì cái cốp này có thể chứa được hai cái nón bảo hiểm full đầu, nghĩa là bảo hiểm cả đầu và có cái phần lạc cầm luôn, bảo vệ cầm luôn. Phần yên thì nó làm kiểu như những chiếc xe cruiser. Ở phía trước chúng ta có một cái vị trí ghế ngồi lõm, và cái vị trí yên này cao là 784mm, để nó thấp thoải mái thôi. Những dòng xe như thế này thì yên nó sẽ không quá cao. Ở phần phía sau thì họ làm một cái tấm dựa lưng này để cho người ngồi phía trước khi mà chúng ta đi xa thì sẽ không bị mỏi lưng và chúng ta có thể dựa thoải mái. Người yên cũng ngồi phía sau thì nó sẽ cao lên. Cái phần tay lái của chiếc Satellite RS 400 thì nó được bố trí giống kiểu xe, những dòng xe cruiser, và nó gần giống với những chiếc xe như là Honda Forza chẳng hạn. Cái tư thế lái thì khá là thoải mái và chúng ta sẽ chạy được những cái hành trình dài. Khi mà chúng ta chạy tốc độ thấp thì chúng ta có thể để cái chân như thế này, còn mà nếu mà chạy cao hơn thì đẩy cái chân lên như thế này và tựa cái lưng vào phía trong cái tựa lưng ở phía sau này để cho nó tạo nó đúng cái tư thế của những dòng xe cruiser, đỡ mỏi khi mà chúng ta chạy tốc độ cao. Còn nếu mà chúng ta phải thường xuyên dừng chống chân xuống thì chúng ta sẽ để ở mặt cái sàn để chân bên sàn phẳng bên dưới. Ngồi ở vị trí này thì sẽ thấy hai cái phần bè ra của phần đầu xe, và ở đây họ có những cái lỗ khóa này thì để mở những cái hộc, và chúng ta cũng phải dùng chìa khóa để mở. Ở trong này thì cái hộc để đồ và nó khá là rộng, theo mình nghĩ nó phải đến hơn 1 lít, gần 2 lít gì đó. Đây chúng ta có một cái socket sạc 12V và chúng ta phải mua adapter nếu mà chúng ta muốn sạc điện thoại hay sạc các thiết bị khác. Cái bàn nắp bình xăng của chiếc Satellite RS thì đặt ở ngay ở phía dưới này, ngay ở cái trục giữa hai chân, chúng ta phải dùng khóa để mở. Cái dung tích của bình xăng là 14 lít, rất là nhiều, mỗi lần đổ xăng sẽ tốn khá. Ở đây chúng ta có một cái hộc và nó che cái chùm yên xe, chúng ta nhấn đẩy xuống để lôi nó ra, chùm nó lại, kiểu như vậy. Cái bằng bảng đồng hồ phía trước của chiếc Satellite RS thì nó khá là giống với đồng hồ trên ô tô, với rất là nhiều cụm, có 3 cụm. Ở đây chúng ta có đồng hồ tốc độ, bên này là đồng hồ vòng tua. Các đèn báo bên dưới và ở giữa chúng ta có một cái màn hình LCD để thể hiện các thông số như là nhiên liệu nè, nhiệt độ nước làm mát, thời gian, có cả nhiệt độ môi trường, odo và cái quãng đường đi được với số lượng xăng còn lại trong bình. Gương chiếu hậu được làm rất là lớn. Chiếc xe này nặng 213kg, 213kg cũng là một cái mức rất là nặng nếu mà chúng ta không quen sử dụng xe lớn như thế này.
ống xả được làm rất là lớn và kéo dài về phía sau. Ở bên ngoài chúng ta có một cái miếng ốp được làm khá là đẹp. Ở phía sau thì Peugeot vẫn trang bị cho chiếc xe này cái phuộc đôi, nghĩa là hạ cả hai bên, phuộc lò xo và ống lòng thủy lực. Peugeot Satellite RS được trang bị cái khối động cơ 400 phân khối, tuy nhiên chỉ có một xi lanh. Một cái động cơ lớn nhưng mà xi lanh chỉ có một xi lanh, chắc chắn là xi lanh nó sẽ rất là lớn. Hy vọng thì khi chạy nó sẽ không bị ồn hay là bị rung. Cái động cơ này cho công suất khoảng 36,7 mã lực, cũng khá là mạnh. Thì một chiếc maxi scooter lớn cho nên đòi hỏi cái động cơ phải lớn để chúng ta có thể chạy được tốc độ cao và nó an toàn. Hiện tại thì chưa có xe chạy thử, hy vọng là sắp trong thời gian tới Peugeot sẽ có xe chạy thử để mình trải nghiệm cái mẫu xe này. Peugeot Việt Nam cho biết họ đã bắt đầu trưng bày những chiếc Satellite RS 400 này ở showroom và những cái lô hàng nhập khẩu đang bắt đầu về Việt Nam, và mình nhắc lại giá bán của nó là 280 triệu đồng cho một mẫu xe maxi scooter 400 phân khối. Và xin cảm ơn các bạn.